Bí quyết nào giúp ông Biden sung sức ở tuổi 80? Để cơ thể hoặc bác ở độ tuổi 80 thì Tổng thống Joe Biden tập thể dục thường xuyên, ăn uống lành mạnh với nhiều rau xanh, ăn tối cùng vợ và không bỏ qua các cuộc gọi từ con cháu. Ở tuổi 80 thì Tổng thống Joe Biden là Tổng thống cao tuổi nhất từng đắc cử. Tuần trước, ông chính thức tuyên bố tái tranh cử vào năm 2024 khi đã gần 82, phá kỷ lục của chính mình Báo cáo của bác sĩ tòa Bạch Ốc công bố vào tháng 2 cung cấp một số thông tin về sức khỏe của Tổng thống Biden và cách ông duy trì sự dẻo dai và giàu năng lượng. Dù đang được điều trị chứng rung tâm nhĩ tức là nhịp tim không đều, cholesterol cao, trào ngược axit thường xuyên, dị ứng theo mùa, viêm khớp cột sống và tổn thương dây thần kinh nhẹ ở chân, giáo sư Anne Tedderman là giám đốc chương trình nghiên cứu lão hóa tại Viện Sức khỏe Cơ xương của Đại học Sydney cho biết Ông Biden vẫn là một người 80 tuổi khỏe mạnh và hoạt bát phù hợp với công việc của mình. Theo giáo sư Tenneman thì bên cạnh di truyền học, quá trình lão hóa còn phụ thuộc vào yếu tố lối sống, mức độ hoạt động thể chất, chế độ ăn uống, chăm sóc sức khỏe tâm thần, kết nối xã hội và giấc ngủ. Báo cáo tiết lộ ông Biden không uống rượu, không hút thuốc, tập thể dục ít nhất là 5 ngày một tuần. Theo Washington Post thì ông thường bắt đầu ngày mới bằng cách nâng tạ, tập thể dục với huấn luyện viên cá nhân. Ngoài việc giúp duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh thì cải thiện chức năng thể chất và kiểm soát huyết áp, tập luyện thường xuyên còn đem lại nhiều lợi ích khác. Tiến sĩ Mark Sim là nhà nghiên cứu tại Đại học Edith Cowan giải thích hệ thống cơ bắp và hệ thống thần kinh có chung hệ mạch máu. Vì vậy, giữ cho tim khỏe mạnh thông qua hoạt động thể chất cũng là cách củng cố chức năng nhận thức. Trên thực tế, nghiên cứu mới do tiến sĩ Sim dẫn đầu phát hiện Người ở độ tuổi 70 có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao gấp đôi nếu khả năng cầm nắm kém, đứng dậy và đi bộ chậm. Theo ông thì các bài kiểm tra này là bằng chứng cho thấy sức khỏe tim mạch, chức năng nhận thức có liên quan đến nhau. Bằng cách tập trung vào bài tập thăng bằng, kiểm soát sức bền, các bài aerobic như là đi bộ hoặc là chạy bộ, con người có thể giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh nhận thức. Đệ nhất phu nhân Joe Biden thì cũng mô tả chồng mình là người ăn uống cơ bản và đặc biệt có sở thích ăn kem, Năm 2016, khi đến thăm trụ sở của một công ty kem thì ông phát biểu, tên tôi là Joe Biden và tôi thích ăn kem. Có thể các bạn nghĩ rằng tôi đang đùa, nhưng không, tôi ăn nhiều kem gấp 3 lần người khác. Dù vậy, ông giữ chế độ ăn uống hàng ngày đơn giản. Tổng thống Biden thích dùng bữa trưa với súp và salad sắc nhỏ, ăn kem gà. Bữa tối thì ông thường ăn mì ý sốt bò bầm. Tiến sĩ Ashley Smith, khoa sức khỏe và hiệu suất con người của Đại học Nam Australia cho biết ăn nhiều rau lá xanh cá có dầu hạn chế thịt qua chế biến rất quan trọng đối với sức khỏe thể chất và nhận thức khi già đi tổng thống joe biden cũng là người dành nhiều thời gian cho gia đình theo giáo sư tiedemann thì việc chăm sóc sức khỏe tinh thần thông qua kết nối xã hội giúp bộ não có cơ hội học cách kỹ năng mới khiến quá trình lão hóa trở nên lành mạnh hơn ông biden có những quy tắc nghiêm ngặt về thời gian biểu trong ngày nhưng luôn lên lịch ăn tối với vợ không bao giờ bỏ lỡ các cuộc gọi từ con cháu trong một bài đăng trên twitter ông viết tôi có một nguyên tắc trọn đời dù có việc gì xảy ra dù một cuộc họp quan trọng đến thế nào tôi luôn trả lời các cuộc gọi từ cháu mình theo tiến sĩ smith cách mọi người phân bổ và sử dụng thời gian có ảnh hưởng mạnh mẽ đến các khía cạnh trong cuộc sống đặc biệt là mức năng lượng và hạnh phúc